Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn cây Roland HP506 GP, một trong những cây đa năng trong series đáng để chúng ta mua. GP có nghĩa là Grand Piano vậy. Con này cũng đặc biệt là hệ phím gỗ các bạn nhé, phím gỗ. Cũng có một nắp kéo như vậy. Đó. Rất là tinh tế. Ở đây các bạn thấy sẽ thấy các cái phím chức năng của cái đàn này. Ở đây thì có một nút volume. Tiếp theo đó là chúng ta cũng có thể chỉnh mức độ sáng tối, độ thấp của phím. Ở đây chúng ta cũng có thể chia bàn phím và hạ tông xuống tông. Ví dụ hạ tông mà trong quá trình điểm hát mình muốn cao thấp thì chúng ta giữ cái nút này. Ví dụ từ nút đô đến là đô, đô 1, 2, 3, 4. Từ đô 4 chúng ta có thể muốn tăng 1, tăng 2 ở đây. Này các bạn hiện tại thấy không, là ở đô 4 chúng ta sẽ đánh này. Rồi chúng ta muốn cộng 1. Đó. Như vậy chúng ta sẽ giữ cái nút transpose này, chúng ta sẽ cộng trừ theo từng cái phím đàn. Ví dụ muốn cộng 1 chúng ta sẽ bấm nút đô, đô thang. 1 2. Đó. Còn ở trên này chúng ta sẽ trừ xuống các bạn nhé. Rồi muốn về không nó sẽ bấm vào đây. Chúng ta muốn trừ 1 tính từ đô 5 trở xuống. Như vậy nốt C sẽ là trừ 1. C dạng sẽ là trừ 2. Rồi bây giờ chúng ta muốn về không, chúng ta sẽ bấm vào ở đây. Tiếp theo đó là một bộ tiếng của cái dòng đàn này. Ví dụ như ở đây là Grand Piano. Brightness là có nghĩa là sáng hơn các bạn. Rồi thêm vào đó chúng ta có thể order thêm rất là nhiều tiếng khác nữa. Tiếng rất là nhiều tiếng string các bạn. Rồi. Về cơ bản các bạn có thể khám phá thêm, rồi cũng có thể đấy. Ở đây cũng có thể có chế độ metronome, các bạn muốn gọi nhịp các bạn bấm vào đây. Rồi một số bài nhạc mẫu, rồi ngoài ra các bạn cũng có thể ghi âm một đoạn ở đây đấy. Các bạn cũng sẽ thấy được rằng còn có thể ghi âm trên 2 cái tiếng. Rất là hay các bạn nhé. Đó là một tính năng cũng khá là thú vị trong quá trình học tập. Mình có thể muốn nghe lại xem có thể mình đánh đã được chưa. Tiếp đến thì hệ phím của con này thì rất là tuyệt vời các bạn. Hệ phím nga, phím gỗ ha, phím này gỗ, bề mặt này là nga, hút ẩm rất là tốt. Cũng có 3 chân bê đan, vậy cũng có các cái cổng kết nối đầy đủ các bạn nhé. Đây kết nối ở đây có cái phone, rồi có phone có 3.5 rồi 6 chấm. Ở sau này cũng có một số cái cổng cho chúng ta. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung về cái âm thanh chút ha. Các bạn có thể nghe âm thanh qua con này. Con này thì mình thấy âm thanh rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thank you.
cái đàn này rất là tuyệt vời các bạn ạ. Hệ phím rất là tinh tế, độ tất rất là chuẩn. Ngoài ra thì mình thấy âm thanh khá là đỉnh tai. Khi ngồi vào những cái phân khúc này rồi thì các bạn sẽ thấy được nó có những cái điểm rất là khác biệt từ hệ phím, sự chắc chắn của phím, cảm giác của phím rất là tốt. Rồi cái bề mặt phím cũng bám rất là chuẩn, những tác phẩm lớn hoặc nhanh mình có thể bám rất là chắc chắn. Và cái giải tần của lá rất là tốt, cho nên khi nghe các bạn sẽ nghe rất là đầy đặn, âm bass rất là chuẩn. Rồi phần trung, phần cao cũng vậy. So với những cái mẫu trước đó thì ví dụ có thể HP302 rồi sau này nữa, này ở đến ở đây có HP506 mình cũng đã thấy quá tuyệt vời rồi. Tiếp theo đó sẽ có những cái con cao hơn nữa. Ở phân khúc rơi vào tầm khoảng từ 25 đến 30 triệu các bạn cũng có thể tham khảo cái mẫu này. Các bạn có thể tham khảo tại website này của antonmusic.com. Và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Lê Anh qua số Zalo 0943633281 hoặc là số Zalo của trung tâm đó là 0963166238. Ngoài ra thì trung tâm còn có rất là nhiều sản phẩm đang được trưng bày tại showroom, loại phân khúc từ dưới 10 triệu rồi 10, 15, 20 mình rồi cao cấp hơn nữa. Các bạn cũng có thể thấy rất là nhiều ở đây được trưng bày. Nếu như các bạn đang ở đây thì các bạn có thể đến tại trung tâm để chúng ta có thể nghe âm thanh trực tiếp và có thể so sánh được các sản phẩm. Rồi nếu các bạn ở xa, các bạn có thể inbox để cho Lê Anh gửi hình ảnh, video, rồi các bạn có thể gọi trực tiếp để các bạn test cũng như là xem cái đàn nó tiện hơn. Ngoài ra thì trung tâm cũng đã có chương trình giảm giá 10% và tặng ngay khóa học gồm có hai cuốn giáo trình và một video hướng dẫn tự học rất là chi tiết, các bạn có thể tự học tại nhà rất là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn các bạn.